các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 48 đồng token Yolo. Một số thông tin về đồng token này. Số tập trung phát hành là 18 triệu nha. Đã có 388 tài khoản holder và đã phát sinh 833 lượt giao dịch. Ok, thì cũng như thường lệ, đầu tiên các bạn truy cập link website claimairdrop.net. Nên truy cập website để mình được thấy phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website, bạn làm cho hai bước hướng dẫn phần trao cho mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy cho quan chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví với tay bắc hoặc ví chút đoạn lất của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ tập phần làm bằng ví cho mình. Piano sẽ tập phần 18. Nhấp tiếp theo, bạn nhấp thêm tập phần. Sau khi đã thêm được địa chỉ tập phần bằng ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Truy cập vào bước 2 để cái đây giúp bạn đây để nhận tất cần nhé. Rồi các bạn kéo xuống phần dưới này giúp mọi người rồi trên này có nhiều số thông tin về cái đồng tất cần, các bạn có thể vào đây là dịch chuyển về để đọc nhé. Rồi chương trình ăn đào tóc sẽ kết thúc vào 59 ngày nữa. Các bạn tìm được tất cần đây, nhấp vào yêu cầu ăn đào tóc đây. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.01 BNB mua cái đồng này token này để không phải tích trữ lâu dài nhé. Nếu bật các cần làm các bạn trực tiếp vào đây yêu cầu ở đây có rồi các đối với ví các bạn nhấp tiếp theo và nhấp các đối với ví khi ra là 0.00553 BNB các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net cập nhật những dự án miễn phí phần trăm token mới nhất chuyên về mạng Binance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác trên đây để các bạn có thể đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn claim nhận được 48 đồng token Yolo. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xem là kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.